chiều thì good morning rồi đến good afternoon thì đúng hơn. Mình mới ngủ dậy lúc 11 giờ, đêm qua mình không ngủ được. Mình đang trong giai đoạn hậu Covid thì ví dụ như là mất ngủ, rụng tóc, khó thở hay bị hụt hơi thì trong 4 tới 5 ngày bị cái em Covid đấy, mình đã thực hiện đủ những cái phương pháp chăm sóc như thế này. Mọi người có thể tham khảo. Nếu như các bạn mà là F1 hay là cảm thấy nghi ngờ gì đấy, các bạn cứ xông cho mình, cứ xông và uống nước cam, nước bưởi rồi cái gì cũng ok la hết. Ok. Cái nữa là uống rượu. I will not bow down. Keep putting me off, I'm not gonna change my mind. You're headstrong forward. But this time around, I'm taking my time, don't push me. I'm not coming down, I'm not giving up. Oh, don't rush me. I made up my mind. Mình bị ốm hay mình mệt thì mình sẽ nấu món này bởi vì nó rất là nhanh, rất là tiện. Cho nên tới bây giờ khi mà mình đã khỏi hết rồi thì mình lấy được vị giác tầm khoảng 85%. Còn 15% nữa mình vẫn chưa cảm nhận được full vị giác. Thề một người thích ăn như mình mà cái cảm giác mà ăn không gia vị nó đau. Cho nên điều đấy đã rút ra cho mình một bài học, đó là mình phải biết trân trọng những cái gì mình đang có. Bởi vì nhiều khi mình cứ kiểu than trách phận ấy, nhưng mà mình đâu biết rằng xung quanh mình là rất nhiều điều kiện để hạnh phúc. Là những cái gì mình đang có, ví dụ như mình đang có đôi mắt để thấy, mình đang có một cái vị giác để ăn ngon, để cảm nhận được mùi vị của thức ăn. Mình đang có cái tai để nghe được, mình có hai cái tay để cầm, để nắm, để làm việc. Mình có cái chân để đi lại, để hoạt động. Cho nên là khi mà mình nghĩ tới những cái điều kiện hạnh phúc như thế thì mình sẽ cảm thấy an nhiên hơn. Ngày deep nhở? Đấy là những gì mà mình đọc được từ sách của thầy Thích Nhất Hạnh ấy, mà mình nghĩ là đúng. Phòng mình bây giờ đang rất lộn xộn và mình sẽ dọn phòng. Tidy your room and your house at least once a week. Dọn phòng và dọn nhà ít nhất một lần trong tuần. Và meanwhile, trong khi đó, listen to podcast. Nghe podcast. Các bạn hãy chọn những cái podcast nào mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Nói chung là trong năm vừa rồi thì cái podcast mình vẫn ưng ý nhất và mình nghe đi nghe lại đó là Jay Shetty. It's a baby, oh, oh, oh. Không, có vẻ nó không là hòa quyện, không được blending cho lắm cái căn phòng bởi vì trông nó cũng hơi cũ rồi và nó cũng không phải thời thượng, không phải hợp mốt lắm đúng không? Nhưng mà cái câu chuyện sau chiếc gương này mới là cái điều mà mình giữ cái gương này lại ở đây. Năm thứ nhất đại học thì mình mới ra Hà Nội học và lúc đấy mình có một mong muốn, mình nói với bố đó là con muốn có một cái gương để có thể nhìn toàn thân. Và lúc đấy thì mới ra Hà Nội cho nên không có nhiều tiền để mua gương của mình. Budget. Cái budget ngân sách, ok. Cái ngân sách lúc đấy để mua gương của mình là 1 triệu. Cho nên là cả bố và chị mình đã đi tìm mua cái gương. Mà gương nào họ cũng bán tầm 3 triệu tới 5 triệu. Và chiều tối thì bố và chị gái mình đi khắp Hà Nội mới tìm được một cái gương này ở đường Đê La Thành. Nó chỉ có giá 800.000 thôi. Nó không chỉ là một cái vật bình thường đâu, mà nó còn chứa rất là nhiều kỷ niệm của bố mình, của chị mình, và công sức của bố mình và chị mình. Và kiểu khi mà gắn tới kỷ niệm ấy thì cảm giác nó kiểu hoan hỉ hơn, vui hơn. Nếu mà chị Phụng mà bố đang xem cái này thì I love you. Đi ra ngoài chơi.
Get outside, go outside. Spend time outdoors. Being outdoors can make you healthier and happier. It is free, it is easy, it lessens anxiety, and it improves your sleep. Ra ngoài trời hít thở không khí gần hơn với thiên nhiên để cảm thấy rằng cuộc sống này thật đáng sống. Luôn dọn giường. Always make your bed. Read more books. Or read more often, whether as a book, as a magazine, or as a newspaper. Mình biết là cái này nó nghe rất nhàm chán và nghe rất văn vự. Đọc sách đi, đọc sách nào, cùng đọc sách với nhau nào. Nhưng mà đọc sách là tốt thật, nó thay đổi mình thật. Và mình thấy đọc sách không chỉ giúp mình có nhiều tri thức hơn, mà nó còn giúp mình có nhiều trí tuệ hơn ấy. Trí thức là những gì mà mình thu thập được, những cái kiến thức mình thu thập được về mặt chuyên môn chẳng hạn. Còn trí tuệ là những cái lúc mà mình biết cái gì là đúng, cái gì là sai, và mình biết kiểu nó mở rộng cái suy nghĩ của mình hơn, và mình có thể tiếp đón được nhiều luồng ý kiến hơn. Read more often. Plan your day. Tức là lên kế hoạch cho ngày của mình. Trước khi mình đi ngủ và lúc mà mình ngủ dậy thì mình đã định hình được rằng là ngày hôm nay mình sẽ làm gì rồi, để cảm thấy rằng là không có thời gian nào trôi qua phí phạm. Kế thứ hai, drink more water. Cook at home more often. Cook là nấu ăn, at home là ở nhà, more often là thường xuyên hơn. Cook at home more often. Work towards your goals. At least, ít nhất 30 phút, 30 minutes mỗi ngày, each day. Thì chúng ta có rất nhiều mục tiêu đúng không? Thì ít nhất phải 30 phút mỗi ngày mình làm những cái gì để có thể giúp mình gần hơn với cái mục tiêu mình đề ra trong công việc và trong sự nghiệp. Cố lên, chia chi. Tiết kiệm tiền, save money. Vận động cơ thể mỗi ngày, move your body every day. Ôi dồi, dùng mạng xã hội nhiều buồn bực quá. Have time limits on social media. Có những khoảng thời gian giới hạn bản thân mình là mình chỉ dùng trong từng này thời gian thôi, còn thời gian còn lại mình sẽ dành để làm những công việc khác. Đó là ý nghĩa của have time limits on social media. Treat yourself and others with kindness. Hỏi Covid rồi nha. Ho là bởi vì sặc nước miếng. Thì mình đã từng làm hai video clip. Một clip là 50 điều mình làm được trong vòng 10 năm qua, và một clip là 10 năm qua thì suy nghĩ của mình thay đổi như thế nào. Nhưng mà thú thật với mọi người là năm nay là em cũng chưa làm video clip nào cả. Bởi vì là mình lúc đấy cảm giác nó chưa vào mood cho tới khi mình mắc Covid. Chỉ khi nào mình có một vấn đề gì đấy thì mình mới cảm thấy rằng những ngày mình đi qua, những cái ngày bình thường đơn giản nhất lại là những cái ngày hạnh phúc nhất, vui nhất. Cho nên đây là phần ngồi xuống và tổng kết lại năm vừa qua. Looking back, looking ahead. Trong năm vừa qua thì mình phải nói là mình rất rất may mắn và rất rất biết ơn khi mà mình có rất nhiều những cái cơ hội mới trong công việc và sự nghiệp. Những cơ hội mà mình chưa bao giờ mình lên kế hoạch rằng là mình sẽ làm được những cái việc đấy, hay là mình cũng không bao giờ nghĩ tới. Olympia năm thứ 22, sóng 22, lúc mình 22 tuổi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trong năm vừa qua mình cũng rất may mắn khi tiếp tục được kiên trì công việc mình cực kỳ yêu thích, đó là làm YouTuber. Thì mình đã sản xuất được tổng là 57 video clip trong năm vừa qua, tương ứng là nói chung là một tháng thì mình sản xuất được tầm khoảng 4-5 video clip, và đúng KPI của mình rồi. Cũng rất may mắn khi mà những cái post chia sẻ của mình trên fanpage có thể chạm được nhiều tới các bạn đọc, và fanpage của mình đã có hơn 2,2 triệu người đăng ký theo dõi. Đương nhiên con số chỉ là con số, chỉ là con số, nhưng mà điều đấy cũng cảm thấy mình rất rất là may mắn khi mình có thể mang lại được một cái gì đấy mình biết cho người khác, và mong là có thể giúp ích được mọi người theo một cái khía cạnh nào đấy. Và những cái bài học mình rút ra từ những cơ hội vừa rồi mà mình cực kỳ trân quý và cực kỳ biết ơn. Thứ nhất, cái con đường mình đi á, không bao giờ nó đã được viết sẵn. Tức là mọi thứ có thể thay đổi. Mình thấy có nhiều người nói là mọi thứ đã ăn bài rồi, kiểu số phận ăn bài, công việc ăn bài. Nhưng mà mình thì chưa đồng tình lắm với quan điểm đấy 100%. Bởi vì mình thấy mỗi một ngày mình cố thêm một tí, mình học thêm một tí, mình tích một tí, phước một tí, thì cái con đường đấy nhiều khi nó đã được mở rộng hơn rồi, và cơ hội nó tìm tới mình rồi. Cho nên là mình cứ cố gắng thêm tí nào hay tí đó, chưa bao giờ là muộn để bắt đầu lại hay để bắt đầu tiếp. Không đốt cháy giai đoạn nha. Các bạn cứ tin là sẽ có một cái thời điểm nào đó bạn sẽ tỏa sáng, hay tiếp tục tỏa sáng theo cách của riêng mình. Và cái việc không đốt cháy giai đoạn sẽ giúp chúng ta có một cái tinh thần thư thái hơn để tiếp tục học, tiếp tục trau dồi và tiếp tục tập trung vào những gì mình đang làm thôi. Thay vì cứ so đo là ồ, không biết là mình như này có muộn quá không, hay là không biết như này có sớm quá không.
không có gì là sớm muộn hết á, chỉ có những cái gì mình đã làm thì nó sẽ rơi vào đúng thời điểm nó cần được như thế. Cái thứ hai đó là mình luôn dặn mình, đó là mình biết mình chưa là ai cả, mình chưa là cái gì cả. Tuy nhiên cái câu này không có nghĩa là mình hạ thấp cái giá trị bản thân mình nha. Mình vẫn biết hoan hô những cái kết quả nho nhỏ mình đạt được. Nhưng mà đúng là khi mình nghĩ rằng mình chưa là ai cả, luôn luôn có người giỏi hơn, tốt hơn mình, và mình phải học tiếp, chứ không thể nào mà có một tí được gọi là điểm 10 là mình dừng, mình không học. No! Đây là cái câu mà mẹ mình hay nói với mình, còn chưa là ai, chưa là gì cả đâu, để mẹ mình kéo cái chân của mình xuống. Câu chuyện này thì mình được nghe người khác kể, cho nên mình chưa biết cái tính xác thực, nên mình không dám nói tên của người chị MC này. Thì cái thời điểm mà chị mới bắt đầu sự nghiệp của mình á, chị cũng được gọi là chưa có nhiều show hay gì đâu, nhưng mà cũng có một chút tên tuổi rồi nha. Và bất kể chương trình nào mà chị có thể tham gia, chị đều tham gia ngồi với tư cách là khán giả. Mục đích là để xem các anh chị MC ở trên sân khấu dẫn như thế nào. Và thậm chí có những chương trình á, là chị xin ban tổ chức là anh ơi, cho em xin phé vé để em vào, anh ơi cho em ngồi xem một tí được không. Mình nể lắm, tới bây giờ thì chị đã rất thành công rồi, nên là mình thấy là những cái tinh thần học hỏi ấy, và tinh thần nghĩ rằng mình chưa là ai đâu, mình còn non lắm, thì mình sẽ rất rất là có nung nấu cái mong muốn, cái quyết tâm là mình muốn học nữa. Và mình muốn học từ người khác, không chỉ là từ những bậc tiền bối, mà còn là những người bậc hậu bối hay là những người đồng trang lứa với mình. Ai mình cũng học được hết. Không bao giờ để một chút cái thành tích của mình khiến che mắt mình đi, che cái ý chí học của mình đi. Mình học với cái beginner mindset cũng được, nghĩa là mình học thêm được một cái gì đấy. Có thời điểm mình dẫn chương trình ở trên sân khấu, và mình thế mà cứ thấy khán giả mà có những anh chị MC ở dưới ấy, là mình rén, là mình không làm được. Bởi vì mình thấy là mình kiểu dẫn không được tốt cho lắm, nên mình rất là sợ bị đánh giá. Làm video clip cũng ít người xem, và mình thì rất là đầu tư. Khó khăn mà mình sẽ phải vượt qua đấy chính là những cái điểm giữa, và liệu mình có vượt qua để mình tiếp tục theo đuổi những cái gì mà mình tin tưởng hay không. Nên nếu mà mình không vượt qua thì mình nghĩ thôi mình bỏ đi, mình đừng có làm YouTube nữa, mình đừng có làm MC nữa, mình làm cái gì mà khiến cho mình cảm thấy thoải mái ấy. Nhưng mà cái việc là để đạt được mục tiêu ấy, thì mình phải làm quen với cái cảm giác không thoải mái đã. Khi nào mà mình cảm thấy không thoải mái, khi nào mình cảm thấy khó khăn quá, thì mình phải nói phải tập làm quen thì mình mới được đi tiếp. Có một bạn comment ở trên fanpage mình thấy hay cực, là khi mà đi qua tâm bão ấy, người bi quan sẽ nói thôi chết rồi, người lạc quan sẽ nói là rồi bão sẽ qua thôi. Nhưng mà người thực tế sẽ kết hợp giữa việc lạc quan và việc thay đổi cánh buồm, không làm hài lòng tất cả mọi người. Cái này thì ai cũng nói rồi đúng không? Nói đi, nói lại, đừng làm hài lòng tất cả mọi người các thứ. Nhưng mà cái cách rất là rõ ràng mình thực hiện trong năm qua, đó là mình giao tiếp thẳng thắn, giao tiếp với nghĩ tới cái mục đích chung, chứ mình không để cất chứa ở trong lòng. Nói chung cái gì cũng phải nói ra mọi người, vì đâu ai biết được mình nghĩ gì hay mình muốn gì. Mình phải nói ra cái mong muốn của mình, và mình cũng lắng nghe người khác, cái sự chủ động. Khi mà chúng ta nói có với những người khác thì mình cũng nên đảm bảo rằng mình không được nói không với chính bản thân mình. Cái gì nó cũng phải tương hợp. Một cái mong muốn chung đó là tất cả mọi người đều bình an, mạnh khỏe. Và càng lớn thì mình cũng càng mong muốn là mình có một cái trí tuệ rực rỡ hơn, tức là mình có thể thu thập được nhiều tri thức hơn, mình có được nhiều góc nhìn, quan điểm hơn. Bởi vì đấy sẽ là một cái yếu tố then chốt để soi sáng chúng ta đi qua mọi con đường. Và mong muốn nữa đó chính là cảm thấy mình xứng đáng với những gì mình gặt hái được. Bởi vì có nhiều khi mình có được một cái gì đấy, mình cảm thấy mình chưa xứng đáng lắm, thấy mình vẫn còn may mắn ấy. Trong cái thời bây giờ thì nó rất là khó để lên kế hoạch cho 5 năm tiếp theo của bạn sẽ như thế nào, 10 năm nữa của bạn sẽ là ai. Nhưng mà mình tin rằng là cái phiên bản 5 năm trước của bạn, khi mà nhìn bạn bây giờ á, thì sẽ rất tự hào về bạn. Nhưng mà chúng ta cứ cố gắng như thế nào để phiên bản 5 năm sau của mình, phiên bản tương lai của mình, khi nhìn về cái phiên bản bây giờ sẽ không cảm thấy tức giận, sẽ không cảm thấy bực bội, sẽ không cảm thấy chán nản, mà cảm thấy tiếp tục tự hào. Hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ tìm được cái sự an yên, sự hạnh phúc trong tâm hồn, tìm được mục đích để cố gắng trong công việc, trong cuộc sống, và tìm được những cái chân ái trong mối quan hệ của mình. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp và lấy sự tử tế làm lễ sống. Mình rất tự hào về mọi người, và mình hy vọng rằng là mọi người cũng tự hào về chính bản thân mình. Cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi và lên dây cót, lấy sức lực để có thể bắt đầu lại từ đâu, hay là đi tiếp cái hành trình mà các bạn đã lựa chọn. Bye bye, love you. Mình là một người rất là sợ nói trước bước hôm qua, cho nên là chạm gỗ, trộm vía. Hồi tâm linh hả? Bye bye!